Quản cơ Trần Văn Thành sinh khoảng năm 1818 trong một gia đình trung nông ở ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh Đông, huyện Châu Phú, nay là xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đó quý vị. Một cù lao màu mỡ nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, bây giờ cuộc sống của người dân biên thùy không yên bởi giặc biên giới thường sang khuấy nhiễu. Ông gia nhập quân đội Triều Nguyễn khi mới 20 tuổi, được phong xuất đội. Trong một trận chiến quyết đấu quyết liệt và đội quân ông do ông chỉ huy đã đánh bại giặc Xiêm. Ông được triều đình khen tặng và thăng chức quản cơ, chỉ huy hơn 500 quân sĩ. Sau đó, ông đến Thọ Phái gia nhập đạo với Đức Phật Thầy Tây An và đã trở thành một trong những đại đệ tử của Ngài. Được giao hướng dẫn một nhóm tín đồ khẳng hoang lập trại ruộng ở vùng Láng Linh, xưa thuộc huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, vừa giúp tín đồ sản xuất lương thực sinh sống và vừa xây dựng căn cứ hiểm yếu để chống giặc. Năm 1859, Pháp xâm lược Nam Kỳ, Thành gia định thất thủ, kháng chiến nổ ra khắp nơi. Lúc bấy giờ Trần Văn Thành đang chỉ huy tín đồ Bủ Sơn Kỳ Hương khai quang vùng Láng Linh, quay trở lại tham gia quân đội dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Phan Khắc Thận và sau đó là Nguyễn Hữu Cơ. Trong khi các cuộc khởi nghĩa tại Nam Kỳ lúc bấy giờ bị dập tắt thì cuộc khởi nghĩa của quản cơ Trần Văn Thành phát triển thành một chiến khu lớn ở tại vùng Bãi Thưa. Cuộc khởi nghĩa thu hút đông đảo quân nhân và cũng như tham gia kháng chiến. Số lượng binh nhân có lên đến lúc 1.200 người, tạo tiếng vang không chỉ trong phạm vi trong tỉnh mà còn lan rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí còn ảnh hưởng lớn sang Campuchia. Với tinh thần quật cường, thà thua xuống láng xuống bưng, kéo ra đầu giặc lỗi chân quân thần. Cuộc khởi nghĩa kéo dài từ năm 1871 đến năm 1873 dưới sự lãnh đạo của quản cơ Trần Văn Thành. Nghĩa quân binh đã chiến đấu can cường, không hề chùn chân, gian nan vất vả, không sợ không run trước súng đạn hiện đại của giặc Pháp. Tuy nhiên trong tình trạng cô thế lại chịu được sự càn quét và quyết liệt của quân giặc, cuộc khởi nghĩa Bãi Thưa thất bại. Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của Đức Cố Quản và nghĩa binh thể hiện hào khí anh hùng của dân tộc ta, là nét son rạng rỡ trong trang sử hào hùng của nước nhà. Có nhiều câu chuyện nói lại rằng khi ông bị thực dân truy đuổi, lúc đó sáu năm chèo nổi lên và dẹt đường cho ông để mà chạy đi, và sự sống chết của ông tới bây giờ vẫn chưa biết ra sao. Người dân và cũng như tất cả tín đồ đều tưởng nhớ và cũng như làm lễ kỷ niệm vào ngày lễ đặc biệt này. Mới có hôm nay thôi mà thấy tất cả mọi người trở về đây để mà quy tụ và cũng như giếng rất là đông rồi. Có thể nói rằng dù không siêu cũng đặng về thân nhờ hai chữ chung quân ái quốc. Dinh căn cứ đầu tiên của Đức Cố Quản là ở bên Vàm Sáng Vĩnh Tre, và đây là dinh thứ hai. Lễ Đức Cố Trần Văn Thành hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn. Thì về An Giang thì quý vị các bạn chúng ta có thể đến dinh Sơn Trung, hay được gọi là dinh thờ Đức Cố Quản Trần Văn Thành, tọa lạc tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, nằm cách đồng Láng Linh nha quý vị. Thì xưa dinh được cắt bằng cây và cũng như một cái mấy lá đơn sơ thôi, và đặt là dinh Hưng Trung. Thì Đức Cố Quản về đây là cắt ra đại đồn Hưng Trung nha quý vị. Dùng đất này có tên gọi là Bãi Thưa Láng Linh đó. Thì lý do cũng như là về danh xưng Láng Linh Bãi Thưa, người dân địa phương cho rằng cái tên này xuất phát từ điểm đặc biệt tự nhiên. Vì láng có nghĩa là vùng đất trũng, linh là tên loài cá đặc sản vùng này. Thì khi xưa nơi đây là vùng đất đồng và cũng như là quanh năm thì có nhiều cá linh đó quý vị. Vì vậy mà được gọi thành tên là Láng Linh nha. Và cũng có người giải thích rằng là từ linh này có cụm từ là linh thiên, bởi trong điều kiện thiên, trong một cái điều kiện gọi là rừng thiên nước độc như thế này, người dân nơi đây hay khấn cầu nguyện cuộc sống bình an và cũng như mong ước của họ thì được trở thành hiện thực. Thì khu vực này là trung tâm của vùng đồng bằng trũng Láng Linh này, có tên gọi là Bãi Thưa nha quý vị. Thì khi xưa là nơi này là cây thưa đó là mọc nhiều và dày đặc nên người dân gọi là Bãi Thưa. Qua thời gian độc trại âm nên nó là thành lập Bãi Thưa nha quý vị. Và Hoài Thương vừa mới được biết thêm một địa điểm về của Đức Cố Quản, tức là một nơi khi xưa ông đã chống thực dân Pháp ở nơi đây, và nơi đây cũng là căn cứ của ông. Và bây giờ mời mọi người hãy cùng với Hoài Thương đến đây nha, và phát hiện được những cổ vật khi xưa của Đức Cố Quản ở nơi đây, và có một tảng đá nổi giữa cánh đồng. Tiếp như vậy luôn mới thật sự mình xác thực lại. Dạ còn chỗ này còn đến hai mươi bảy nha. Mua gì nào bác? Bữa nay mà nhiều với tấm hết. Thôi ông ơi ông. Rồi Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Thì rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người đang nghe trong kênh YouTube này của mình. Hiện tại là Hoài Thương đã có mặt một địa điểm rất là đặc biệt. Nơi đây cũng là một gì đó tâm linh. Thì hôm nay Hoài Thương đến đây cũng như là cúng viếng và xem bên này như thế nào, thì quang cảnh ở đây ra sao quý vị.
mà quý vị và các bạn chúng ta đến đây cùng với quê hương, đó chính là Dinh Đá Nổi. Một điều rất là đặc biệt quý vị, tức là ở ngoài theo như những thông tin lời kể thì ở Dinh Đá Nổi này khi xưa là ở nơi đây đó là ở ngoài ruộng quý vị, tức là nằm ở giữa cánh đồng, thì bỗng đâu là xuất hiện một cái hòn đá nó rất là đặc biệt nổi lên như vậy. Thì sau khi mà nổi lên như thế đó thì thấy người ta thấy là ngàn lớn lớn à, thì bắt đầu là người ta mới là thấy rất là đặc biệt rồi. Và bắt đầu là lúc đó là có những người phụ nữ mình đi ruộng này kia vậy, thì nghe nói là người ta ngồi lên trên đó đó, thì kể từ đó đó là không có còn lớn lên giống như lúc trước nữa quý vị. Nhưng mà những cái điều tâm linh ở đây thì nghe nói cũng có đó. Thì hôm nay Hoài Thượng đến đây là cũng như cúng viếng kinh lễ hay là xem bên này như thế nào nha quý vị. Mời quý vị các bạn chúng ta là cùng những Hoài Thượng đến đây để mà cùng đi cúng viếng nha, cũng như xem đây đây. À, ở đây thì ngoài cổng vào đây thì xây dựng ngày 15 tháng 9 năm Ất Mùi 2015. Chánh điện à, đây là thờ theo ngôi thờ nghi thức Phật giáo Hòa Hảo quý vị, tức là thờ Trần Điều, ngôi Tam Bảo. Trần già quý vị. Đức Cố Quảng Trần Văn Thành nè. Đức Tài giang tiếng khắp non sông, cố tâm rèn luyện chí anh hùng, quán quảng chi xương gió vì dân tộc, cõi trời phân định giúp non sông. Trần gia khởi binh cờ gia nghị, dân võ chống pháp quyết chặn hàng, thành công anh liệt mãi còn gian. Là cảnh pháp tấn công cậu Tư Đắc, tức là con của Đức Cố Quảng. Cậu Tư đọc thơ và cố gửi liền tỉnh tiết tại nhà tù. Ở đây người ta có ghi những cái bức tranh nữa quý vị. Quảng Cơ rút quân về Láng Linh, chờ thời cơ. Nhưng mà chắc đây đây khi xưa Đức Cố Quảng cũng có đọc thơ đến đây quý vị. Thà thua xuống Láng xuống bưng, kéo ra đầu giặc lỗi chân quân thần. Nghĩa là chân thà thua chứ không thể nào đầu hàng giặc quý vị. Này Đức Cố Quảng nha quý vị. Sinh năm 1818. Chào chú. Chúng ta sẽ đi vòng vòng ở đây một xíu, mình ra mình hỏi những cái diện tích đây về cái khu vực này ra sao nữa. Đây là ngôi thờ Cửu Quyền. Ráng tu đắc đạo cứu Cửu Quyền, thoát chốn mi đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Như đây là anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng trăm quan từ đảng đại thần, một vị anh hùng vì tổ quốc trong thân. Dạ con chào chú. Chú chắc là người quản ở nơi đây quá hả? Dạ chú cho con phép con được hỏi là nơi này của mình á, để con mới tới lần đầu. Nơi đây con được biết là Dinh Đá Nổi. À, Dinh Đá Nổi tại sao gọi là Dinh Đá Nổi vậy chú? Này có cục đá nổi à, là tự nhiên hồi xưa nổi lên vậy hả chú? Ừ, nổi hồi xưa tới giờ. Nhưng mà đá này là nó nặng không chú hay là như thế nào? Đâu có ai bưng lên được đâu biết nặng hay nhẹ. Ủa có nghĩa là tự ở dưới mà nổi lên hả? Ừ thì nổi lên bây giờ cũng còn cái gì thôi, chứ đâu có ai mà nằm dưới lòng đất lú lên gì thôi, chứ đâu có ngộ ai vậy. Nằm giữa ruộng dưới đồng vậy đó. Nhưng mà chú cho con hỏi nữa là cái nơi này con thấy là như có di tích của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành hả chú? Hay là sao mà con thấy di tích đây là cái kho lương thực của Đức Cố. À là kho lương thực. Còn cái ở ngoài Hưng Trung ấy thì đồn kháng chiến, đồn Bảy Thưa phải không? Đồn Bảy Thưa. Con mới đi ngoài về. Ở đây thì kho dự trữ lương thực để chống Pháp.
Dạ, hồi xưa là cái kho nằm ở chỗ này. Dạ. Tôi có thấy là trên những bức tường của ngôi dinh của mình thì con có thấy đó là tất cả những cái hình ảnh được tái hiện lại cuộc đời của Đức Cố. Chú có thể chia sẻ là Đức Cố khi xưa là như thế nào không Cái đó mình không có gần đâu, thì muốn tìm hiểu thì coi trong cái lịch sử thì vấn đề ấy thôi, chứ cùng mình nói từ cái chi tiết thì nó không có đủ hết được. Thì bây giờ trong cái vấn đề muốn tìm hiểu thì trong cái phản có trong cái Chi Lai Bổn Tích rồi đó, thì có nhắc qua những cái giai đoạn của cuộc đời của Đức Cố kháng chiến. Cho mình thì hậu sanh sau này có nghĩa là Đức Cố khi xưa là ngày kháng chiến chống Pháp. Là ngày mới là khởi lên cái binh gia nghị đó phải không chú? Đây nè, cái đây là có cái bản đồ mà khi xưa là giờ có chi tập ở trong đó mình chưa cái khung cái thời gian khung kháng chiến của Đức Cố. Bản đồ cuộc khởi nghĩa Bãi Thưa năm 1867 năm 1873. Cao Miên là nước Miên đó hả chú? Biên giới Campuchia. Kinh Vĩnh Tế. Cái ngôi thờ, cái ngôi dinh Sơn Trung ở ngoài đó, tức là dinh Đức Cố á, là cái đó là ông Thẻ ngoài đó hay là sao chú? Có sao? Phải không? Có phải ngoài đó là ông Thẻ ngoài đó không chú? Không, ông Thẻ là chỉ bốn ông Thẻ là riêng, không có dính trong dinh. Dạ. Thẻ số 1 là Vĩnh Hanh. Dạ. Thẻ số 2 là Vĩnh Thành Trung ở ngoài Cả Dầu. Dạ. Thẻ số 3 là Bài Bài, Vĩnh Tế. Thẻ thứ tư là trong mà Vĩnh Điều. Dạ. Mà chú có thể sơ lược cái này cho con xem cái chú, cái này con không hiểu mấy. Đây nè, cái bản đồ là dinh Đá Nổi là hiện tại đây, là đây là cái dinh Đá Nổi là Đồng Lương. Đồng Lương. Thủ. Dạ. Là dinh Sơn Trung là dinh ngoài nè. Dạ. Mọi người đi đường lớn, chúng ta sẽ đi vào cái cầu số 10, chúng ta sẽ đi một đoạn nữa thì cái đường trẻ vào trong dinh Đá Nổi nha quý vị. Chúng ta có thể đến đây cúng viếng nha. Nè, ngọn cờ dẫn cầu số 5 nè. Thì cái này là bản đồ xưa so với bây giờ nó khác ra, cái này lấy trong cái bản đồ xưa. Dạ. Ở đây có những cái di tích gì lịch sử về cái vụ mà lương thực của Đức Cố ở đây không chú? Không, bây giờ đây là chỉ cái đây thôi chứ đâu không có còn cái di tích gì nữa lại hết trơn, bởi vì trong cái thời gian nó quá lâu rồi. Dạ. Qua những trận chiến tranh đồ này kia nó đã không còn tàn phá, không còn cái gì nữa, cái vụ xưa là hết trơn. Dạ, mà người ta có tìm thấy những cái vật gì ở đây không chú? Kể như cái nguồn gốc hồi xưa. Dạ. Là theo những cái vị tiền nhân kể lại đó, là xây dựng cái nền này hồi xưa là chỉ cái nền lạng ở trong cái gò đó thôi, rồi mới đào lên thấy được những chén dĩa đũa, những đồ hồi xưa. Dạ. Với cây cột, chính là cái tôi đời của tôi còn thấy là mới cây, chỉ di tích mấy cái cây mà có đục lỗ đồ xiên kèo sẵn đó. Dạ. Chỉ mắc nay cỡ 20 năm rồi đó. Dạ. Bởi vì thời gian hồi xưa nó có một giai đoạn là không có người để làm từ ở đây mà để mà gìn giữ đó. Rồi những cái đây là ở cái dinh này nằm ở giữa đồng. Dạ. Nghĩa là khi xưa cũng đã có một cái dinh hay là một cái chùa, một cái gì ở đây rồi đúng không? Không, không. Hồi xưa cái kể ông bà kể lại là đây chỉ một cái gò lạng thôi chứ không có một cái vật gì hết trơn. Gò lạng tại sao lại có những cái kèo cột ở đó là sao ta? Kèo cột là như nó có từ cái giai đoạn, ví dụ như trường hợp một cái gò này nó đặc biệt hơn cái gò khác là có nghĩa là có người ta cầm trâu, cầm bò không được. Dạ. Nó có một cái gì kỳ vật gì rồi bắt đầu mới người ta mới dân làng người ta mới lập lại cái miễu, cái dinh nhỏ chỉ thờ hồi xưa còn lâm địa với rừng quá đó. Ủa cầm trâu cầm bò không được là sao chú? Là có nghĩa là nó bất nghiệp, nó không ở được, mà những cái chỗ có gò sẵn nhưng mà lên giữa ở cắt trại người ta ở cũng không được. Là con hiểu rồi, có nghĩa là một cái gò đất ở trong một cánh đồng thì nó sẽ một cái gò cao lên. Nhưng mà xong đó thì sẽ là buộc trâu buộc bò lên trên đó. Nhưng được. Mà không được, nó tháo nó đi ha hay sao? Kể như chỗ khác thì im, mà lại chỗ đó là cái như nó quậy hoài ở không được. Người thì cũng vậy luôn. Dạ. Cái thời gian có chủ đất không mới dít cái đìa vòng vòng lên cái gò đó đó mới thấy được những cái vấn đề mà chén đũa dĩa rồi này kia đó. Dạ. Thì bắt đầu là với cột kèo rồi người ta mới biết là người ta nói đầu đây hồi xưa chắc cũng danh trại gì của quan đàn cũ hồi xưa thôi chứ cũng không biết cái chỗ này là cái gì. Dạ. Còn cái vấn đề kho lương thực là sau này thời gian truy tìm trong cái sơ đồ cũ của ông Nguyễn Văn Hầu, thời gian chưa có cái chữ lục ra đó mới nằm giống như chính là trong thất sơn màu nhiệm đó hả? Là cái đây là cái kho lương thực.
Dạ. Nó trong cái bản đồ nó dịch ra chứ hồi xưa mấy ông dựng ở đây cũng chưa biết ở đây là cái gì luôn đó. Dạ. Ở nơi này như cái dinh này á, là có những cái điều gì đó về những cái sự tâm linh quyền bí như thế nào á, chú có thể chia sẻ cho bà con được biết đó chú. Cái quyền bí thì cũng chưa có cái gì, mà quyền bí thì cái lịch sử từ hồi xưa tới giờ những các vị tiền bối để lại gì để tôn thờ thôi chứ cũng không dạ. có cái gì cho đặc biệt. Vậy là hiện tại chỗ con đứng ở đây với chú đứng ở đây nơi này ngôi thờ này đó là khi xưa là được tìm thấy kèo cột và chén dĩa ở đây đó ha. Ừ. À, còn ở ngoài cái đá nổi là riêng. Đá nổi là thời gian xây mà khai lâm ở địa thì sao bắt đầu hồi đó là bắt đầu nó mới phát hiện được cục đá nổi dạ. từ từ ngày hồi xưa nghe kể là hồi cấp thái phát là từ từ thấy lớn chứ từ hồi cấp sau này tới giờ thấy cũng vậy chứ không thấy lớn gì hết. Dạ mà cái lý do hình như không lớn là con nghe nói là không biết phải như thế này không, con nghe người ta nói rằng á, là những cái người phụ nữ như thế nào đó mà ngồi lên trên thẳng đá đây sao đó chú, phải cái không? Đó thì cũng cái chuyện khẩu kể thôi chứ nó cũng không biết chính xác hay không, là bởi vì vấn đề nó quá lâu rồi, cái vấn đề cái đó là cái lời kể của dân gian. Dạ. Thành thử ra bây giờ con người mình bây giờ trở ngược về cái tâm linh đạo đức thì nên tin cái thực tế chứ không tin gì vấn đề chuyện khẩu. À, như thế nhưng mà có những cái truyền khẩu là cái gì nó có đặt, ví dụ như ông bà mình kể lại kể tới đây thôi thì chắc là cái gì nó mắt thấy tai nghe thì cái đó là nó thực tế. Còn yeah. vấn đề nói mà tới giờ vấn đề truyền khẩu mà nó không có cơ sở thì không nên liệt kê vô. Tất cả những cái gì đập vào những cái gì mình thấy đặt, ví dụ như trên con người mà tu hành mà nó từ kể vào những cái chỗ mà cái kể vào linh thính hay là hoặc là cái gì mà nó không có đủ căn cứ đó là cái như mê tín. Yeah. Còn trở về cái chánh tín là cái gì phải nhận thức được yeah. mới tin. Yeah. Rồi cái cục đá ngoài đó đó là có nghĩa là nó nằm sâu ở dưới hay là như thế nào đó, mình có đào tìm thử không chú hay là sao? Cục đá đó thì từ hồi xưa tới giờ thì cũng có người một thời gian hồi xưa cũng có một số người rồi bòn vàng rồi đào vòng vòng vậy thôi chứ cũng chưa. Vậy là cũng có bòn vàng luôn hả? Có. Ô. Rồi cũng đào vòng vậy thôi chứ còn bây giờ cũng không ai dám động địa gì cho sâu không nữa. Dạ. Có nghĩa đào vòng vòng. Vòng vòng cục đá đó nhưng mà là vẫn thấy cái chân đá cái nằm chân ở dưới. Vẫn có đi xuống. Ồ ngộ vậy. Đó thành thử ra nó cũng như cái cho chân nó giót xuống cũng như cái kiệu mình chứ. À. Rồi cái đó là cái tảng đá giống như là những gì đặc biệt, còn người ta nói đó là ông tà này kia phải không chú hay là sao? Phải đâu, cái đó là vấn đề tại vì mấy người YouTube rồi lợi rồi đặt điều bịa chuyện rồi bắt đầu với một số vấn đề của người ta mê tín gì đó mà lợi sinh số sinh đồ đấy. Cái thật sự ở đây cái vấn đề tâm linh thì không có cái vấn đề mà nói đưa lên ông tà là cái gì chứ. Dạ. Ờ, cái đó là vấn đề nhờ mà đồn thổi sự mê tín dị đoan thôi. Dạ. Thật sự ở đây chúng tôi ở trong cái ban đây chứ chưa có mà đặc điểm gì về cái chỗ linh thính gì dưới đó. Dạ. Đa số là bây giờ một số người YouTube đưa lên rồi anh em ở xa gần rồi lợi là xin số rồi này kia nọ, thành ra bây giờ trên cái vấn đề chính quyền thì nó có sự cấm đoán, mà bây giờ ở đây á thì bây giờ triệt để về vấn đề mê tín thì nó không được, bởi vì trên cái đó là lợi người ta hô người ta cầu nguyện gian giá gì thôi chứ còn vấn đề là ta không thừa nhận vào chỗ kinh số. Dạ. Thử ra nó cũng không có ngăn cấm được, thật sự ra cái đó là giờ có một chỗ bị gì bà con gần xa rồi nghe đồn linh thính rồi tú lợi để rồi cầu tài cầu lộc rồi. Dạ. Cái đó là hòn đá đó là có nước này kia ngập đó không hay là sao không chú? Có chứ, ngập tháng mùa nước cũng ngập lúc chứ. À. Rồi con cũng xin cảm ơn chú nha. Đã chia sẻ cho cái buổi hôm nay. Vì một số đó có một số đặt cái vụ như những cái YouTube rồi lại đây đó gặp ban quản lý rồi này kia rồi hỏi gì cái nguồn gốc lịch trực sử tiếp. Thì nó có một cái sự mà nó chính xác, chính xác. Còn cái dạng mà gặp mà khơi khơi mà nói đặt để bịa lên cái này bịa lên cái kia đó thì cái đó là nó không có cái sự mà dạng nữa. Biết bao nhiêu người YouTube ở đây quay. Dạ. Quay rồi có cái lắm khi có người thì lại rồi gặp cái ban rồi hỏi về cái nguồn gốc, còn người giặt chuyện nói khơi 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 vậy thôi. Dạ. Bởi vì nói tầm bậy tầm bạ thì nó cũng bởi vậy. Bởi nhiều khi bắt lên cái mạng rồi coi nhiều cái nó chiếu hết trơn à.
Bởi vì... bây giờ tại sao có lắm khi có những người người ta cảm thấy người ta để tham khảo trên mạng, có nhiều người ta coi rồi người ta không có đâu phê phán vì nó không có đúng với sự thật. Dạ. À, con cũng xin cảm ơn chú nha, con đi dài dài ra tảng đá đó coi. Ở đây mình thấy thờ theo kiểu gọi là theo Bủ Sơn Kỳ Hương, tức là Phật giáo Hòa Hảo luôn hả chú hả? Phật giáo Hòa Hảo. Theo gì đây thì trong này cái nguồn gốc nước cố quản thì dính líu về Bủ Sơn Kỳ Hương. Dạ, con thấy thờ Trần Già kìa. Nè. Chú ở đâu? Dạ con ở Kiên Giang. Con ở 8000 mình nè chú. 8000 Kiên Giang Chi Tôn đi xuống nè. Đức cố được vua sắc phong chức quản cơ. Nói chung là ở trên này tái hiện lại. À đây là quả hồng nhật tạo oanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Tức là nói về anh hùng dân tộc Nguyễn Dung Chật quý vị. Đốt cháy tạo Eperang của Pháp á. Nó sẽ đi dài dài ra. Mình sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem những cái gì nó xác thực nhất. Mọi người nếu mà yêu thích và thấy hay thì hãy tặng cho Hoài Thương một like và cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho tinh thần Hoài Thương có động lực làm thêm những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Mà giờ đi Vinh đã nổi, đi đường nào không biết. Ủa anh ơi, anh trai ơi, đi ra đường nào cũng đã nổi rồi anh, cho em hỏi rồi. Dạ. Đi đường trước hả? Là phải đi xa không anh? Xa xa không chú? Dạ dạ dạ, cảm ơn cảm ơn. Đây là xịt thuốc này. Mấy bài xịt thuốc rồi. Xịt thuốc máy bay nữa quý vị. Cái này thì nằm ngoài cánh đồng luôn. Chút máy bay nó ta sạch ở đâu quý vị? Rất là những con nước nè, con mưa. Nói tài quá. Này không ai đi cho mà anh Hoài Thương đi à. Có nghĩa là dắt này không thấy ai đi á. Cũng chiều tối quý vị. Cái cà na nè. Cà na này ra bông này. Khoảng ít tháng nó có trái. Trái nó ăn cũng ngon, đặc trưng miền Tây luôn á. À, mấy bà xịt thuốc cảnh đồng quê nha quý vị. Này ban đêm đi sợ ma luôn á. Dạ, sợ chân đau quá. Này nghe những cái tiếng máy nó bơm nước cạch 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 như vậy. Bơm nước ruộng á. Lúa này như chỗ bông này kìa. Này lúa Nhật vàng cơi cũng nhiều quá kìa. Vinh đang hỏi mọi người thấy không, có người cúng kìa, có chuối luôn. À, đây là tảng đá đây thì có người ta để cây nhang, người ta mới cúng kìa, người ta mới cúng luôn. Để cái nhang có người sinh số nữa vậy tại. Phía ngoài á là ruộng, là cái cánh đồng.
Dạ, kính thưa quý vị, thì như vừa rồi thì Hoài Thương cũng đã chia sẻ cho mọi người xem xong rồi. Thì bây giờ cũng xin cảm ơn mọi người đã xem video. Làm như muốn say nắng quải mọi người, muốn bệnh. Thôi kết thúc video tại đây nha, xin lỗi mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.